Xin chào tất cả bác, chào mừng tất cả các bác đến với kênh chuyên động cơ xe máy. Đây là nơi cung cấp tất cả các loại động cơ xe máy, phụ tùng chế xe 3, 4 bánh chế và tổng hợp tất cả các loại phụ tùng, đồ chế cháo. Để số điện thoại liên hệ trực tiếp của bên em nhé. Quý bác Giang, số điện thoại liên hệ 0364011683 hoặc 0983198833. Các bác xem video thấy hay, nhớ like và đăng ký kênh để được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Về này xin giới thiệu với tất cả các bác về hai lốc máy. Các bác có thể thay được thế cho cái dòng máy Super Cup Charlie hoặc là 67 CD ấy. Về xuất xứ của sản phẩm thì hai lốc máy này là hàng Đài Loan các bác nhá. Phân khúc máy là 125cc. Khi mua, ưu điểm khi mua cái dòng máy này thì các bác sẽ không phải độ chế nhiều, không phải lên trái, lên rên này. Đó. Mà máy vẫn khỏe, xài ok. Trong cái mặt hàng này bán chạy nhất bên em ấy. Cái dòng máy này thì thường mấy bác về thay cho cái dòng 67 hoặc là Cup hoặc là Charlie đấy. Rồi đây, đầu tiên thì em giới thiệu với các bác về cái dòng máy lốc máy. Máy Super Cup, bác thay Super Cup hoặc là Charlie ấy. Có đè và không có đè cũng có bác nhá. Đây là hôm nay mình quay hai cái dòng có đè thôi, mà bạn không có đè cũng có. Hả, sơ qua phòng cho bác. Máy mới 100%, hàng xuất xứ Đài Loan. Cơ cấu số là số tròn các bác nhá, 4 số tròn, đầu nóng nhỏ, rên lớn, có đè. Phụ kiện đi kèm này theo máy nó có cần đạp, cần số, bộ chế hóa khí, bình xăng con ấy, có xăng, màng cá, bugi, gì đây. Và lúc máy, con máy lúc máy 67 này lóng tương tự thôi, cũng là 124cc các bác nhá. Đầu nòng 124cc, rên lớn, đầu nòng nhỏ. Đấy, phụ kiện đi kèm như thế. Ưu điểm thì so với các nơi khác bán ấy, vì vụ này em bán giá là một con lốc máy là 3,5 triệu bác nhá, kèm theo phụ kiện đây, bình xăng con, cần đạp, cần số, có xăng và mang cá. Về phần số thì vẫn là 4 số tròn đó bác nhá. Hai dòng máy thì nó vẫn như nhau thôi, giá là 3,5 triệu. Lốc máy thì nó khác động lốc máy thôi, vẫn 124 đây. Đầu nòng 124cm khối các bác nhá, đầu nòng nhỏ riêng lớn. Trên thực tế thì em đã test rất nhiều video về cái dòng máy rồi. Và trên thực tế khi anh em mua hàng của em ấy, em đã test lên 101 rồi, 101 vẫn còn ga các bác nhá. Máy bao lực, bao êm, bao mạnh. Các bác đi tour thì khỏi suy nghĩ luôn. À, có đè. Thay thế cho các dòng 67 Cup Charlie đời cũ ấy, bác có thể thay thế nó. Rồi đấy. Thì mọi ý kiến đóng góp cũng như yêu cầu cần hỗ trợ tư vấn thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em với số điện thoại của em đây. Rồi, xin chào tất cả bác nhé.